Bạn nào có nhu cầu mở game quân hàng Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Fairy Gaming .vn. Đây là shop hàng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người nha, mình là Kay đây. Mọi người ơi, chắc lâu rồi mọi người mới thấy mình trên kênh này đúng không? Cũng được một tuần rồi mọi người ạ. Mọi người biết tại sao không? Tại vì kênh của mình á, mình đăng cái video hút thuốc nên bị dính gậy cộng đồng. Thì mình có đăng ở kênh Vlog á. Chắc ở đây nhiều bạn vẫn chưa biết. Đó, nhưng mà nay hết kia rồi thì nay mình sẽ làm clip ăn cá hồi. Cá hồi sống mọi người ạ. Đấy mọi người thấy không? Đây là một con mình mua hết là 550 mọi người ạ. Một con cá hồi này luôn. Đây là một con nhá mọi người nhá. Mình lấy xương nó ra hết rồi. Con Nhung ra đây mày ngó ngó ở đấy làm gì? Bây giờ dây quần nó kéo lên. Đấy, đi lượn cẩn thận nhá. Đi lượn cẩn thận. Đi lượn ăn được con cá hồi không? Nhung ăn được cá hồi không? Vai hôm trước hôm qua vừa đi ăn mà. Mày ăn được 1-2 miếng mà. Hôm nay ăn được không? Tao ăn hết nha. Thôi mày đừng có chém. Gì? Mày tuổi gì ăn 1-2 miếng ngắn. Giờ còn 7 gần. Không, tao nghĩ tao ăn được hết. Lily ăn cùng anh 1-2 miếng nhá. Mình hôm nay sẽ thử thách ăn hết mày đấy. Hết cá hồi này mọi người ạ. Nếu không hết thì thôi mọi người ạ. Nếu thách được gì. Cho ngồi trên yên xe mới của mình. Tao không thèm nha, xe cúp của mày á. Bây giờ như nào? Tao ăn hết thì như nào? Tao cởi chuồng chạy khắp bản. Nani? Cởi chuồng chạy khắp bản luôn. Ok. Mày nhớ mồm nói dối làm chó nhá. Đi, còn đi sao? Đi thì sao? Ăn hết thì ăn hết thì anh phải cởi chuồng chạy khắp bản. What? Không, em anh ăn hết thì em làm sao? Em á. Nhưng mà nếu mà mày không ăn hết thì sao? Ăn tao không ăn hết thì tao no. Khôn thế quê mình đây. Cái gì nhanh? Gì? Suy nghĩ cái gì? Cởi chuồng các bạn nhá, ok. Rồi bây giờ mang đi ăn thôi mọi người ạ. Nhung đi đấy bát súp cho tao. Thấy mọi người thấy không? Thấy cá hồi không? Ok mọi người ơi, đây này mọi người. Cá hồi đây này đó, mọi người thấy thấy không? Mình kiểu cá hồi này mình ăn nhiều rồi nhưng mà lần đầu mình ăn kiểu nhiều như thế này luôn. Ăn kiểu nguyên miếng luôn ấy. Xong mà cá hồi này nó ăn ngấy lắm mọi người ạ. Lily ra đây cầm cho anh. Lily cầm. À đây, cầm cái này cho anh nhá. Đó. Đây mọi người ạ, miếng cá hồi đây mình sẽ cầm xong mình chấm bát ớt này. Bát ớt siêu cay này mọi người. Đó. Ăn hết miếng cá này. Từ từ. Ăn vài miếng ngắn bây giờ. Đây ra ngồi đây cho nó vào cam. Đó mọi người ạ. Bóp chanh vào đó mọi người ạ, để cho nó kiểu tái á. Ui đó, có vào mắt không? Có vào mắt không? Đấy, mọi người thấy không? Đây, tay của mình rửa rồi mọi người ạ. Nên mình sẽ cầm tay cho nó kia nhá. Mình rửa rồi. Đó, bây giờ là rồi nha. Tụi có thấy không? Mình sẽ ăn nhá mọi người nhá. Có khi ngán rồi đấy. Đi ăn miếng không? Như nào? Bình thường à, như bọn hôm ăn. Đấy mọi người ạ, nay có súp này nó ngon. Vào mắt à? Lắm. Không. Mình mà ăn hết được cái này thì nhờ. Nó kiểu nó ngấy ấy, mọi người. Không ăn hết được đâu. Không ăn hết được đâu. Không ăn hết được đâu. Nếu mà mày không ăn hết cái này thì phải cho tao 10 nghìn cơ. Ok luôn. Thông minh lắm. Nhận nha. 10 nghìn cơ, 10 nghìn kim. Ok thôi, đi làm gì đây. Thôi cứ để đấy cho đẹp.
Mọi người ạ, nãy là hai người họ làm nước đổ xuống dưới quần mình mọi người ạ. Ôi ôi, bây giờ khó chịu quá. Ok thôi, bây giờ là ăn nhá. Ui, cái gì đây? Dây gân của nó ấy. À, dây gân. Bây giờ đấy, người thấy không? Đây. Chẳng hiểu nó bẩm ra đây làm gì. Con chó. Ừ. Mày xem tao ăn mà. Mày bảo là thách tao ăn mà. Ừ, ăn đi. Thách mày. Mày ăn thì mày ăn lòng hoàng. Mày cứ làm nó bắn ra tao làm gì. Bắn ra mà. Ủa rồi, ăn được như thế ngấy ngấy rồi mọi người ạ. Đây. Yên tâm đi chị Ly ạ, à. Em với chị không thể trốn chạy khắp cả được đâu. Ngấy rồi, ăn như thế này ngấy rồi. May có Ly ăn cùng ấy. Vãi chị Ly, quên quá. Không sao. Ăn cùng nó làm gì? Đi không thèm nữa. Chạy ấy. Đấy ba, cái nào Ly? Mày nhìn kim cương thôi, bỏ xuống cái tăn rồi bỏ xuống đi, có gì từ bỏ cuộc chơi đi em yêu ạ. Kim cương ngán đi thôi, stop ngọt quá. À, tí cái này mình đi chiên lên. Thôi mọi người, mình no rồi. Mày nhìn kim cương. Nó kiểu ngấy vé nồi ra luôn ý. No rồi, bây giờ mình đi thay quần á, quần nó chịu á. Cái này mình mang đi chiên lên nhá mọi người. Mang đi chiên tảng lên nhá. A few minutes later. Mày đi đâu ấy? Không ăn cá hồi này à? Chín. Đây. Đấy, thấy miếng cá ngon không? Ngon. Thế nào? Thế nào, tao rán ngon không? Không, cháu ăn. Ok thôi. Ok, thế đi đi. Em, tao đỡ phải cho kim cương nhờ. Không thèm luôn. Ok. Không, lại mày thì... Đi lợn ơi. Đi lợn ơi. Đây anh ở đây. Săn cá hồi anh dán. Nhanh, ngon lắm. Ừ. Đây mọi người ạ, món cá hồi vừa nãy thì mình làm miếng nhỏ ra như thế này. Đó, mẹ mình. Mẹ ăn ngon không? Ngon ạ. Đây. Mời mọi người. Ôi, con bật flash nhìn mắt chói kìa. Mama mang cho ông bà ăn thử đi. Đấy mọi người ạ, miếng cá hồi của mình này. Đó, bây giờ đi ăn thử đi. Anh vừa rán à? Ừ, anh vừa rán á. Ăn cùng với rau sống cho nó đỡ ngấy. Kiểu thịt cá hồi nó ngấy. Chấm thớ ớt này. Nhung đâu? Nhung nó đi đâu rồi ấy? Ngon không? Ăn thử rau sống. Chiên lên ngon hơn đấy. Chắc tại mình ăn cái thịt sống nó ngấy rồi ấy. Bạn nào chưa ăn sống bao giờ thì ăn sống thử một lần, ngon thế. Nhưng mà chiên lên cũng ngon mà nhỉ. Đây mình sẽ
đây đi. Đây mọi người ạ. Miếng cá hồi mình đổ ớt xuống đây này. Đó. Ăn kiểu này cho nó chất mọi người ạ. Đó. Miếng cá hồi này. Chấm ớt này. Chấm nước xuống. Ui. Ui. Cá hồi này không ngấy đi nào. Dập số như, 1 mà lên. Như cá hồi mình mua ở siêu thị ấy, kiểu mình chiên chiên thế này nó mùi kiểu gì đi nhỉ? Ừ. Nó mùi mùi kiểu gì ấy. Nhưng mà ăn cá hồi này. Gọi là tuyệt vời luôn. Ăn chấm cho đi nhá. Thôi anh ăn đi. À. Đó. Đây mọi người ạ. Ngon cực kỳ luôn. Thôi anh ăn đi. Ăn đi. Không. Ngon rồi. Đây, ăn với rau đi. Ngại gì. À. Đó. Thế cái này anh ăn hết nhá. Đây, người ạ. Chấm ớt này. Chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi mọi người ạ. Thì mọi người nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Video của mình chắc bị hết đề xuất nên mọi người nhớ like, xong chia sẻ để lấy lại đề xuất nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người.